Cái đầu tiên là đang đi về đúng không? Lại chạy ra ngoài sân dinh kìa, lại chạy ở trong ông ấy lại chạy ra ngoài được gì? Alo. Chạy ra ngoài. Ra ngoài đi. Lại chạy ở trong sân dinh. Gọi đi. Không cần gọi khi chạy đẹp hơn. Chạy đi anh. Anh gọi đi. Cảm ơn anh. Thí sinh tiếp theo của chó cái hạng 9-12 tháng, số báo danh 279. Sassy Warm Bảo Long. Chủ nuôi là anh Hoàng Bảo Long, Thái Nguyên. Sassy Warm Bảo Long thì sinh ngày 30 tháng 3 năm 2019. Gọi đi. Hiện tại thì Sassy Warm Bảo Long đang được xếp trước Cleo Warm Lê Quyền. Ban tổ chức nhóm chó thi trước đã có giấy chứng nhận trường trả lại cho khách hàng đang đợi. Có rồi. Lóc gọi. Nhưng mà chưa kia đâu cháu. Hai đi một vòng cấp 2 đi. Hôm nay chưa đúng không? Đấy, bắn được ở vị trí đấy thì bắn chỗ cả biển, hai biển. Hai biển ăn chi chi đi luôn. Chán rồi.
từ 9 đề hạn từ 9 đến 12 tháng anh cho cái cả hai chú chó trên đường dinh. Phần nhận xét của giám khảo, cả hai chú chó đều được là rất hứa hẹn, very promising. Và đây là dành cho nhận xét cho chú chó đầu tiên là 279, 11 tháng tuổi, thể chất tốt, thể lực mức trung bình, khá rắn chắc, tỷ lệ tốt, rất ấn tượng, màu mảng sắc tố lông rất tốt. Và chú chó này có một cái ấn tượng là thế nào, rất là nữ tính, đặc trưng của một chú chó cái, bờ vai tốt, lưng rắn chắc, mái lông hơi ngắn và hơi dốc một xíu, gấp chân trước tốt, gấp chân sau rất tốt, ngực tốt, phần đằng trước chú chó chuẩn, di chuyển chuẩn, khi di chuyển phía ra phía trước thể hiện sức mạnh nhiều hơn. Thí sinh đứng thứ hai là mang số danh 278, cũng 11 tháng tuổi, kích cỡ lớn, thể chất tốt, thể lực mức độ trung bình, khá là rắn chắc, tỷ lệ tốt, ấn tượng tốt. Còn 279 này là để ngày 18 tháng 2 năm 2019. Màu mảng rất tốt. Còn 278 ấn tượng về cũng rất là nữ tính. 279 là để ngày 30 tháng 3 đến bây giờ nó mới là 10 tháng thôi. Mái mông dài và dốc, hơi dốc. Cánh tay đòn trên hơi ngắn và hơi dốc. Góc chân sau rất tốt. Em chọn ngực điểm tốt, chụp để đẹp nhất. Những cái người mà chủ chó và thứ vào chụp chuẩn, em yêu cầu họ đứng sang bên cạnh chuẩn, hoặc ngồi xuống để không khi ảnh hưởng ra đến cần thể hiện sức mạnh nhiều hơn. Tôi cần vươn ra nhiều hơn trên đường dinh. Coi như là mình đường chụp ảnh là mình chụp ảnh thay cho ban tổ chức luôn. Chú chó này cái xuống đôi khi hơi cắm đầu xuống, anh chú ý cái đấy.